Lâm Du Nhiên và Mạnh Trì là vợ chồng gần 10 năm, cha tần lẫn nhau gần 10 năm. Hắn dắt theo hết người tình này đến người tình khác, rêu rao khắp nơi. Cô ôm phần lớn tài sản của hắn, không chịu buông. Cả hai người bọn họ đều nằm giữ điểm yếu của nhau, ai cũng không chịu yếu thế trước. Nhưng hôm nay cô sẽ ly hôn, bởi vì cô sắp chết rồi. Câu chuyện vợ mắc bệnh nan y, chồng ngoại tình với bồ trẻ hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện trên kênh youtube Nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh Để tiêm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện Lâm Du Nhiên nhìn tờ chuẩn đoán trong tay một lúc lâu mới bấm số điện thoại của Mạnh Trì Anh đang ở đâu? liên quan gì đến em hai người bọn họ là vợ chồng nhưng ngay cả quyền hỏi thăm tung tích của nhau cũng bị coi là xâm phạm anh trở về một chuyến cô gõ mặt bàn và nói chúng ta ly hôn gì đối phương cười lạnh cúp điện thoại cũng đúng thủ đoạn này cô đã dùng quá nhiều lần rồi đa phần chỉ là lấy cớ để gặp hắn mà thôi mạnh trí không tin cũng đúng cô đợi hai ngày mà hắn cũng không quay lại Lâm Du Nhiên nhìn tờ giấy chuẩn đoán đánh dấu sự kết thúc của cuộc đời mình. Không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, sách túi đi ra ngoài. Có một cách khác để tìm mạnh trì. Cô đã thử, lần nào cũng thành công. Bang bang bang. Lâm Du Nhiên hơi dùng sức, gõ vào cánh cửa trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, nũng nịu xuất hiện trước mắt cô. Lâm Tiểu Thư. Đôi mắt cô ta tràn đầy sợ hãi, như thể cô có thể cắt cô ta ra thành từng mảnh qua cánh cửa. Lâm Du Nhiên lướt mắt nói với cô ta, "Này, bảo Mạnh Chí về nhà, nói với anh ta rằng tôi muốn ly hôn với anh ta. Chuyện lời cho anh ta, trong số những người tình của anh ta thì tôi coi trọng cô nhất. Chờ chúng tôi ly hôn, không chừng cô sẽ trở thành Mạnh phu nhân." Đôi mắt thanh tú của cô gái đỏ lên. "Lâm tiểu thư, tôi chưa bao giờ nghĩ tới." Lâm Du Nhiên thở dài ngắt lời cô ta nói. "Cô bớt làm tôi ghê tởm đi." nhanh nhanh chuyển lời cho anh ta. Nếu ngày mai anh ta không về, tôi sẽ phá cửa đột nhập vào nhà cô. Cô nghĩ rằng cô có thể ngăn cản tôi bằng cái lắp chuông cửa rách này à? Lời nói nhảm với cô ta, cô xoay người rời đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay cô có thể nhìn thấy mạnh trì. Kiều tâm là bảo bối quý giá nhất của anh ta. Cô tới cửa khiêu khích, anh ta làm sao có thể chịu nổi chứ? Màn đêm vừa buông xuống, hắn liền nổi giận đùng đùng vào tới trước mặt cô. Anh đã nói với em rồi, đừng có đi tìm kiều tâm nữa. Lâm Du Nhiên chậm rãi rót một ly rượu vang đỏ, nhìn mạnh trì và nói. Thế nào, tôi đi tìm anh có thể làm gì tôi? Hắn tức giận đến mức không thể làm gì cô, chỉ có thể nói những điều cô không thích nghe. Anh không biết em làm như vậy có ý nghĩa gì. Kiều Tâm đã đủ nghe lời rồi. Giữa chúng ta không có tình cảm, em lại không chịu ly hôn với anh, còn không cho anh giữ người mình thích ở bên cạnh sao? Có phải em ước ai cũng cô đơn như em mới được? Dầm, Lâm Du Nhiên đập vỡ cái ly trong tay. Hắn nói đúng, cô cô đơn nên cô đã ôm chặt hắn bao năm không chịu buông. Biết rõ giữa hai người bọn họ đã sớm không có tình cảm, vẫn nhất quyết là không chịu ly hôn. Đúng vậy, tôi đang ở địa ngục, làm sao anh có thể lên thiên đường? Cô nghiêng đầu nhìn hắn, vặn lại cũng không chịu thua kém nhưng trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi mấy năm nay mỗi lần nhìn thấy mạnh trì đều là ăn miếng trả miếng có ý nghĩa gì chứ cô rót thêm một ly rượu nữa ngồi đối diện hắn đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt hắn ký đi cho dù tôi phải xuống địa ngục cũng không muốn gặp lại anh ở địa ngục khi còn sống chúng ta đã ghét nhau chết rồi đừng ghét tôi nhé mạnh trì vẻ mặt nghiêm túc mở bản thỏa thuận ly hôn ra xem Đọc xong, cô xuyên qua thành cốc nhìn hắn. Hắn vẫn là một người đẹp trai, lông mày rậm, mắt to, mũi cao, môi mỏng. Ha ha, trách không được bạc tình. Ông trời sao lại không công bằng như vậy chứ? Cho phép một người sống 10 năm, nhan sắc như một. Em lại muốn làm gì? Mạnh trí cảnh giác nhìn cô. Lâm Du Nhiên cười lạnh một tiếng. Tôi chỉ muốn căn nhà này. Những thứ khác đều cho anh. Tất cả tài sản chung của chúng ta tôi đều từ bỏ. Anh không nhìn thấy sao? Có lẽ trước đây cô muốn quá nhiều. Hiện tại đột nhiên như vậy, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Căn nhà này là nhà cưới của hai người bọn họ. Tuy cũ rồi, không thể bán được bao nhiêu tiền. Nhưng cô thật sự không thể để cho những người phụ nữ khác ở cùng hắn. Tầm nhãn cô xấu xa, không muốn nhìn thấy hắn ân ái với người khác. Hơn nữa, việc mua một nghĩa trang có phong thủy tốt, tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể coi là một sự lựa chọn chỗ ở trong khi còn sống trở thành nơi nghỉ cuối cùng sau khi qua đời. Đến và đi tay trắng, cũng thoải mái. Mạnh trí cẩn thận đọc đi đọc lại thỏa thuận. Cuối cùng mới nói, anh sẽ nhờ luật sư của anh soạn thảo một bản mới. Căn nhà thuộc về em. Ngoài ra, anh sẽ cho em thêm 10 tỷ nữa. Chúng ta hoàn thành thanh toán mọi việc. Lâm Du Nhiên nhướng mày. Mạnh Trí ngược lại quá hào phóng. Hắn dễ dàng mua chuộc mối quan hệ 10 năm của hai người bọn họ với giá 10 tỷ luật sư của anh luật sư của tôi anh không tin luật sư của anh thì tôi sẽ tin sao xem đi cô đã không thể nói chuyện đàng hoàng với mạnh trì cho dù là trong nháy mắt chuẩn bị thả hắn tự do cô cũng không nhịn được đâm hắn hai câu cảm thấy chán nản lâm du nhiên dịu giọng nói quên đi tôi đồng ý mạnh trì cầm bản thỏa thuận đi ra ngoài cửa ngày mai trợ lý của anh sẽ tới đưa bản thỏa thuận tốt nhất là em nên ký ngay đi hắn đợi ngày này quá lâu cô cảm thấy hắn đều phải suốt đêm gọi các luật sư của hắn dậy mở một cuộc họp để bàn xem liệu có phải cô đã gài bẫy hắn hay không cô nhún vai và nói được sao cũng được càng nhanh càng tốt hắn vẫn nhìn cô nghi ngờ gia tăng điều kiện anh hy vọng sau khi em cầm tiền có thể không sống ở thành phố c nữa chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình đúng không cô vẫn không khỏi cảm thấy cay đắng trong lòng liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại khuất tầm mắt trợ lý của mạnh trì không hồ là người lãnh lương cao lúc đưa giấy thỏa thuận cho cô còn cung kính gọi cô lâm tổng ừ mọi người trong công ty đều biết về cuộc cãi vã giữa cô và mạnh trì kiều tâm càng dòng trống khô chiêng đưa hộp cơm tình yêu cho hắn mạnh trì cũng có ý tứ vì buồn nôn cô liền thật sự sắp xếp kiều tâm vào công ty làm trợ lý của cô nhưng không lâu sau đó cô ta đã quay về nhà và Mạnh Chế bắt đầu đề nghị ly hôn với cô. Lâm Du Nhiên không còn đến công ty nữa. Rất ít người gọi cô là Lâm Tổng, thanh niên trước mặt là người duy nhất. Tối hôm qua cô mở bàn thỏa thuận ra và ký. Lâm Tổng, cô có thể xem lại. Không, chẳng còn gì để xem nữa. Cô mỉm cười đưa bản thỏa thuận cho anh ta và nói. Chuyển lời cho Mạnh Tổng, một tháng sau đến tòa án, bảo anh ta đừng đến muộn. Đừng lãng phí chút thời gian cuối cùng của tôi. Vâng. Chàng trai lịch sự chào tạm biệt. Hai người bọn họ một trước một sau đi ra ngoài. Mạnh trí không muốn cô ở lại thành phố C. Bản thân cô cũng không muốn ở lại đây. Lá dụ về cội. Cô, cô muốn về quê. Một đường thông suốt đến nơi. Cô đứng ở trên đất thiệu nguyên. Nghĩ lại gần 5 năm rồi. Cô chưa về. Cô đi đến Nghĩa Trang một chuyến. Ba mẹ, ông bà nội. Con đến thăm mọi người. Mạnh chỉ nói đúng. Cô thực sự rất cô đơn Lâm Du Nhiên tựa vào bia mộ ngồi xuống. Lúc cô còn nhỏ, ba mẹ đã xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bà nội lần lượt qua đời, cô chôn họ gần nhau, cô nghĩ như vậy sẽ thuận tiện cho cô đến cúng bái. Con cũng mua cho mình một cái ở gần đây. Thứ nhất, con rất nhớ mọi người. Thứ hai, con thấy ở đây phong thủy cũng khá tốt. Ha ha. Cô ngồi không lâu lắm, thời tiết đầu đông đã bắt đầu lạnh, có bông tuyết nhỏ bay xuống. Cô cảm thấy chân có một chút lạnh Được rồi Con về trước đây Chúng ta sẽ sớm gặp nhau Đến lúc đó sẽ nói chuyện đàng hoàng Con nhất định phải nói cho mọi người biết Tên khốn mạnh trì này mấy năm nay đã làm gì Lâm Du Nhiên liên biên cằn nhàn vỗ vỗ quần áo Xoay người rời khỏi Nghĩa Trang Đúng lúc thời gian tan học Cô đi ngang qua trường trung học Thiệu Nguyên Dừng lại ở đó Bọn nhỏ mặc đồng phục học sinh Trên mặt đều tràn đầy tươi cười những ngày nghỉ lễ là điều hạnh phúc nhất trong thời gian đi học dù chỉ là một ngày nghỉ nhỏ như cuối tuần lâm duy nhiên đứng ở cửa một lúc lâu rồi nhấc chân đi vào trong trường học này cô làm gì vậy bảo vệ ở cổng trường chặn cô lại cô lo lắng nói giáo viên muốn gặp phụ huynh bác ơi em thực sự có chút rốt ruột lát nữa giáo viên sẽ nóng giận có thể là do khóe mắt cô phiếm hồng cũng có thể là do kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô người khác cổng vẫn để cho cô đi vào. Lâm Duy Nhiên thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi đi lại trong trường. Có học sinh mang theo chổi quét dọn, nam sinh nghịch ngợm nằm lấy một quả cầu tuyết, nhét vào trong lòng nữ sinh, bị cô gái sách chổi đuổi theo chạy vòng vòng. Cô mỉm cười nhìn họ, như thể trong nháy mắt, cô có thể nhìn thấy cô khi còn trẻ, và mạnh trì khi còn trẻ. Cô lắc đầu đi đến gần tòa nhà giảng dạy, lục lại trí nhớ và tìm thấy lớp 12 năm còn ở lầu 1. Trong phòng học không có ai, cô nhẹ nhàng kéo khóa cửa. Cách một tiếng, cửa mở ra. Cô bước từng bước vào lớp, như thể tìm lại được những kỷ niệm xưa qua bầu không khí xưa. Cô đếm, ngồi vào vị trí của mình lúc đó, vùi đầu vào khuỷu tay. Một, hai, ba. Đây là chiêu trò của cô khi còn đi học. Chỉ cần cô đếm đến ba, mạnh trì sẽ xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, thiếu niên có khuôn mặt sáng ngời, đứng cạnh bàn cô đưa tay ra. Du nhiên, chúng ta về nhà đi. Hoàng hôn rực rỡ nhất trong ngày rơi xuống người hắn, như phủ lên hắn một lớp ánh sáng vàng. Một, hai, ba. Cô mở mắt ra, cảnh trong mơ tan vỡ trước mắt. Lâm Du nhiên thở vào nhẹ nhõm, xua tan đi ảo tưởng không đáng có trong lòng, đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại lần cuối. Trong sự im lặng của căn phòng, cô gái ngẩng đầu lên mỉm cười nắm lấy tay chàng trai nói được. Nháy mắt một cái, liền như bọt biển tiêu tán, đều không thể quay về được nữa. Lâm Du Nhiên ở Thiệu Nguyên một tháng, mùa đông ở Thiệu Nguyên tới càng nhanh hơn. Khi đặt chân lên mảnh đất của thành phố Dê, cô thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp. Làm gì mà lâu thế? Sắc mặt mạnh trì không tốt lắm. Lâm Du Nhiên lười biếng ngáp một cái, liếc hắn một cái rồi đi vào trong. Như thế nào? Anh ly hôn còn mang theo tình nhân, một bên ly hôn một bên kết hôn hay sao cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy kiều tâm rụt rè đứng sau lưng hắn trong lời nói có chút gai góc cô nói chuyện lịch sự tí đi kiều tâm hôm nay không thoải mái lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện cô che tay trong lòng càng phiền ồ được rồi vậy anh dẫn cô ta đi kiểm tra trước tôi không vội tôi đợi một chút vậy mạnh trì kéo cô lại mau lên đừng tìm cách trì hoãn cô bướng bỉnh đứng tại chỗ bất động anh còn ép buộc tôi à trước mặt mọi người anh không ngại mất mặt sao phía sau kiều tâm lại bắt đầu rơi nước mắt nhỏ giọng và nói đừng cãi nhau đừng cãi nhau ngực của lâm du nhiên trào lên một trận buồn nôn mạnh trì nếu không phải anh là giày xéo tôi như vậy tôi đã ngay lập tức ký giấy ly hôn với anh bây giờ hoặc là anh đánh ngất tôi đi vào làm với anh hoặc là anh cút đi Mạnh trì tức giận đến mặt biến thành màu gan heo. Hung tận trừng cô một cái, lôi kéo Kiều tâm rời đi. Cảm giác u ám trong lồng ngực vẫn dai dẳng. Cô suy nghĩ kỹ càng, mua một cây gậy bóng chày gần đó, cân thử, cảm thấy tiện dụng nên lập tức bắt taxi đến nơi ở của Kiều Tâm. Lâm Du Nhiên gọi một thợ mở khóa tới, lại gọi quản lý tới. Chủ nhà này là ai? Quản lý cung kinh nói, là anh Mạnh Trì. Lâm Du Nhiên mỉm cười đưa ra giấy chứng nhận kết hôn. Đây là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi, phiền ngài mở cửa cho tôi. Ông chủ lưu loát mở cửa, cô đuổi họ đi, xảy bước vào. Mạnh Trí còn rất thích chụp ảnh chung với cô, tuy rằng không cười nhưng có rất nhiều. Sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp, Mạnh Trí luôn bề bộn nhiều việc, cho nên đã rất ít chụp ảnh chung. Đầu tiên là ngủ đưa lưng về phía nhau, sau đó chia phòng ngủ, rồi về sau hai người bọn họ ở riêng. Cô mới ý thức được tình cảm của hai người bọn họ đã tan vỡ. Bởi vì Mạnh Trí bắt đầu mang những người phụ nữ khác nhau về chỗ ở của hắn. Lâm Du Nhiên đi một vòng, nhẹ nhàng đánh gãy một món đồ trang sức bằng ngọc tím mà bà cô khi trước còn sống rất thích. Ban đầu cô mua nó và muốn tặng cho bà, ai ngờ là thế sự vô thường, bà không thể sống qua mùa đông năm ấy. Cô nói tại sao không tìm thấy, hóa ra là bị Mạnh Trí đem đi lấy lòng tình nhân của hắn. Ha ha. Lâm Du Nhiên không chần chừ nữa, vung cây gậy trong tay và nhanh chóng đập nát đồ đạc trong phòng thành từng mảnh. Có lẽ cô đã dùng quá nhiều sức. Bang bang bang, chất lỏng bắt đầu nhỏ xuống đất. Cô ngẩng đầu lên lau máu, cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Kiều Tâm và ánh mắt phẫn nộ của Mạnh Trì. Lâm Du Nhiên. Ôi. Lâm Du Nhiên giả vờ nôn mửa. Đừng gọi tên tôi, tôi nghe muốn ói cây gậy bóng chày ném vào trong ngực mạnh trì cô nói từng chữ một ngày mai chúng ta gặp lại ở tòa án chuyện này xong rồi cô không muốn duy trì cuộc hôn nhân này thêm một ngày nào nữa lâm du nhiên anh thật sự nhìn em lâu rồi trên trán mạnh trì nổi lên gân xanh hắn dùng sức đẩy cô vào góc tường mũi cô lại bắt đầu chảy máu cô ngẩng đầu lên hy vọng nó đừng chảy em sao vậy mạnh trì buông tay ra cô dễ dàng đứng cách xa một bước tôi bốc hỏa khiến anh tức giận với tình nhân của anh cô khoác gậy bóng chày lên vai nói với hắn mạnh trì tôi cũng nhìn anh đã lâu nhanh chóng ly hôn đi anh đi đường của anh tôi đi đường của tôi đời này đừng gặp nữa kiếp sau cũng đừng gặp nữa đau quá thực sự đau quá có bài học lần trước ngày hôm sau mạnh trì đến một mình hai người bọn họ một câu cũng không nói lập tức ký tên đóng dấu xong Cuối cùng hai người bọn họ cũng có được giấy chứng nhận ly hôn. Mạnh chỉ một câu cũng không muốn nói với cô, tiêu sái quay người không thèm ngoảnh lại. Lâm Du Nhiên nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, chợt nghĩ đến đêm đông năm xưa, hắn đặt bình nước nóng ấm áp vào tay cô rồi nói Du Nhiên, em đi trước đi, anh nhìn em đi. Đôi bàn tay ấm áp và đôi mắt nóng bỏng ấy khiến cho cô không cảm thấy lạnh ngay cả trong nhiều đêm mùa đông. Cô hít một hơi thật sâu, lau nước mắt rồi lên xe rời khỏi thành phố D. Mạnh trì, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại. Lâm Du Nhiên vào một bệnh viện và bắt đầu điều trị một cách nửa vời. Dưỡng 18, tại sao lại lén lút rút kim ra? Người đang chống nạnh cằn nhằn cô là một y tá thực tập, tuổi còn rất trẻ, nhanh nhẹn trong công việc và giao huấn người khác cũng không một chút lưu tình. Cô rụt vai ngoan ngoãn, bị cô y tá giáo huấn có phải cô không muốn điều trị không? Cô nói đi. Lâm Du Nhiên đảo trong mắt nửa thật nửa giả và nói. Tôi thấy lạnh quá. Thật đấy. Cô có thể tìm cho tôi một túi chườm nóng được không? Cô y tá nghi ngờ lời nói của cô, nhưng vẫn tức giận lấy ra một chiếc túi làm ấm tay tinh xảo. Không được lén rút kim ra nữa. Y tá cúi xuống cảnh cáo cô. Không đau sao? Khi nhìn vào mắt cô ấy, cô cảm thấy mũi có chút chua xót đã lâu không có ai hỏi cô có đau không Những người quan tâm đến cô Đã không còn trên đời này nữa Không đau không đau Vất vả cho y tá tiểu chu rồi Nói không đau thì là nói dối Nhưng chỉ được nửa tháng Tay cô bị kim chích đã tê cứng Đau đến nỗi Mỗi đêm không ngủ được Đành phải lắc lư giá truyền dịch đi khắp nơi Trong trạm y tế chỉ có một mình y tá tiểu chu Đang không ngừng lau nước mắt Lâm Du Nhiên gõ nhẹ lên bàn tay cô ấy làm sao vậy suỵt cô ấy nhìn quanh và hỏi cô sao cô không ngủ lâm du nhiên chỉ vào giá truyền dịch và nói không ngủ được nên đi bộ một chút tiểu chu nhìn mặt cô đưa tay sờ chán cô lo lắng và hỏi có phải đau rồi không cô vốn định nói là không phải mà suy quỷ khiến cô gật gật đầu tiểu chu vẫy tay với cô cô đẩy cửa phòng y tá ra rồi ngồi cạnh cô ấy ăn một miếng lớn bánh mì ngọt cùng cô ấy xem năm tập phim truyền hình tình cảm sớt mướt. Dùng một túi khăn giấy lớn, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, Tiểu Chu mới thúc giục cô trở về phòng bệnh. Cô bảo Tiểu Chu, đợi tôi cùng xem, tôi đã nhớ kỹ cốt truyện rồi, cô không được phép xem trộm đâu đấy. Cô ấy mỉm cười đồng ý với cô, mau lên, về ngủ đi. Sau khi cô và Tiểu Chu xem phim truyền hình đêm khuya ba lần, trong một đêm khuya, cô nhận được điện thoại của Mạnh Trì. Em đang ở đâu? Lâm Du Nhiên nhướng mày Liên quan gì đến anh Khi còn là vợ chồng Không có quyền hỏi những vấn đề đó Vậy tại sao khi ly hôn lại hỏi Hắn rõ ràng bị cô nói cho nghẹn họng Dứt khoát cúp máy Tâm trạng tốt của cô lập tức biến mất Oán hận đưa hắn vào danh sách đen Tiểu Chu ở bên cạnh chờ cô cùng xem tivi Nhỏ giọng hỏi Là người nhà của cô sao Lâm Du Nhiên xua tay nói Tôi không có người nhà Người trong nhà tôi đều đã chết tiểu chu chỉ vào điện thoại và nói vậy anh ta thì sao lâm du nhiên nhìn thoáng qua màn hình suy nghĩ một chút nói anh ta à anh ta chỉ là một người đáng ghét thôi người rất đáng ghét tuy nhiên cuộc điện thoại này không gây xáo trộn gì cho cuộc sống của cô cô vẫn như trước ban ngày ngủ trị liệu buổi tối đi dạo khắp nơi và xem phim truyền hình với tiểu chu khi cô ấy trực nhưng tinh thần khó chịu không chỉ xuất hiện một chút một tuần sau cô nhận được một tin nhắn lạ em chặn anh. Lâm Du Nhiên bĩu môi chặn luôn số này. Mạnh Trí mấy năm nay kiếm được chút tiền, không biết bị ai nuông chiều có loại khí thế không đạt được mục đích thì nhất quyết là không bỏ cuộc. Cô thật vất vả mới ngủ được một lần, lại bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc gọi điện thoại của hắn. À, quên mất, hắn trước kia cũng là đại thiếu gia. Này. Giọng điệu của cô rất tệ, mắt cũng không mở ra được. Sao em không ở nhà? Giọng của Mạnh Trí vang lên trong điện thoại. Chật Cô hơi mất kiên nhẫn Nhưng vẫn nhẫn nại hỏi Tìm tôi có chuyện gì Tiền gửi vào thẻ nào của em Tùy tiện cái nào cũng được Chuyện nhỏ nhặt như vậy sao anh lại gọi điện cho tôi để hỏi Đừng cúp máy Lâm Du Nhiên cầm điện thoại lại gần một chút và nói Có chuyện gì thì mau nói Sao em không ở nhà Mạnh Trì lại bắt đầu lải nhải Nhưng cô chợt nảy ra ý kiến và hỏi Anh đang ở nhà của tôi à Tôi khuyên anh nên nhanh chóng ra ngoài. Tôi đã ra bán căn nhà này với người môi giới. Không chừng lúc nào đó sẽ có người đi xem phòng. Anh mau cút ra ngoài đừng cản đường tài chính của tôi. Em muốn bán à? Giọng mạnh trí cao lên vài độ. Em muốn bán căn nhà này ư? Lâm Du Nhiên đè xuống chút không kiên nhẫn trong lòng nói. Không bán thì để làm gì? Anh bớt nói nhảm đi, mau cút ra khỏi đó. Em đang ở đâu? Hắn hỏi, giọng có vẻ nghiêm túc. Không phải là việc của anh, Lâm Du Nhiên mất kiên nhẫn, lập tức cúp máy, chặn và xóa, sau đó làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Cô mở mắt cho đến bình minh. Trong lòng cô chỉ mạnh chỉ 10 triệu lần. Dù có tức giận đến đâu thì cô vẫn bị tiểu chu đưa đi trị liệu. Ở quê nhà, việc gặp lại bạn cũ là điều khó tránh khỏi. Du Nhiên. Lâm Du Nhiên nghe tiếng nhìn qua, là bạn tốt nhất thời trung học của cô, Đồng Hoa. Người quen cũ gặp lại, ôn lại chuyện cũ là điều khó tránh. Ngày hôm đó, được tiểu chu đồng ý cô hiếm có cơ hội được ra ngoài một lát cô chọn ăn lẩu cậu có ổn không đồng hoa thận trọng hỏi lâm du nhiên cười nói cũng được tiền tôi có không ít nhưng mạng không dài tay gắp thức ăn của đồng hoa run lên ngẩn ngơ nhìn cô cô đang tập trung đưa miếng thịt vào miệng thì nhận ra cô bạn đang khóc rất nhiều ai cậu cậu làm sao vậy cô vội vàng rút ra hai tờ giấy và lau nước mắt cho đồng hoa nhất thời cảm thấy có chút bối rối bệnh gì lâm du nhiên xua tay nói bệnh không trị được không có việc gì nhất thời cũng sẽ không chết lâm du nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ và nói tôi muốn chết trong một ngày nắng đẹp mùa đông vẫn còn quá lạnh cậu và mạnh trì vẫn sống như vậy nhắc tới mạnh trì ánh mắt đống hoa ảm đạm vài phần nhỏ giọng nói ừ cô không khuyên cô ấy không phải ai cũng phải hiểu rằng cuộc sống chỉ cần sống vui vẻ là được có thể nhờ cậu một việc được không? Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Du Nhiên hỏi Đồng Hoa. Cậu nói đi. Việc cậu gặp tôi đừng nói cho người khác biết. Nếu có thời gian, cậu có thể đến gặp tôi. Có lẽ là gió lạnh vào mắt Đồng Hoa đỏ hoe. Ừ, Mạnh Trí không biết sao? Ừ, chúng tôi đã ly hôn rồi, anh ta không cần biết. Đồng Hoa không nói gì nữa, hai người bọn họ đều trầm mặc nhìn về phía trước. Khi còn đi học, Đồng Hoa và Mạnh Trì là một cặp rất thân thiết. Cô ấy chính là người theo đuổi Mạnh Trì. Gió Bắc đang gào thét, dù có thời cơ thuận lợi cũng chỉ là mây gió thoáng qua. Trở lại phòng bệnh, bởi vì ăn uống không tuân theo chế độ ăn kiêng tiêu chuẩn, Lâm Du Nhiên bị Tiểu Chu mắng cho một trận. Cô ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn, tỏ vẻ sau này tuyệt đối không tái phạm. Thay vì lùi lại, Tiểu Chu tiến tới lấy tông đơ để cắt tóc cho cô, nhưng cô giữ chặt. Hai người bọn họ tranh cãi suốt hai ngày chẳng qua là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, về sau không đi không phải là được sao? Tại sao tôi phải cắt tóc? Tiểu Chu giải thích với cô. Cô phải bắt đầu hóa trị rồi, hóa trị sẽ gây rụng tóc, cắt đi thì tốt hơn. Lâm Du Nhiên suy nghĩ rồi hỏi. Không hóa trị có được không? Tiểu Chu tức giận, cô cười an ủi cô ấy. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, sẽ suy nghĩ mà. Cô ấy còn muốn nói gì đó với cô, một dáng người cao lớn bước vào và đi thẳng về phía cô. Anh tìm ai vậy? Hắn phớt lờ cô ấy và chỉ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, như thể muốn nhìn thấy âm mưu nào đó trên mặt cô. Anh ta tìm tôi, Tiểu Chu, xin hãy buông tóc tôi ra và đi làm việc đi. Tiểu Chu cao mày nhìn người đàn ông, sau đó nhìn cô và thì thầm. Có việc gì thì gọi tôi. Cô gật đầu mới đưa cô ấy ra ngoài. Lâm Du Nhiên quay đầu nhìn Mạnh Trì, hỏi hắn. Anh không phải đón Tết với Kiều Tâm sao? Lễ tình nhân, giáng sinh, năm mới, Kiều Tâm luôn có đủ loại lý do để gọi Mạnh Trì đi. Có một đoạn thời gian cô thậm chí chán ghét các loại ngày lễ, chúng khiến cho cô càng thêm lẻ loi hưu quạnh. Sau này cô quen dần, nghĩ sống một mình cũng tốt, nhưng hắn lại đến, khiến người ta khó chịu. Đây lại là thủ đoạn gì của em vậy? Lòng cô nghẹn ngào, thì ra cho dù đã quen với dao sắc bén, lúc xé rách vết thương vẫn sẽ đau. Lâm Du Nhiên thở dài nói Đúng, đây là thủ đoạn mới của tôi Anh cũng đừng để bị lừa Mau đi đi Em đi cùng anh Mạnh chỉ làm bộ muốn tới kéo cô Cô bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn kéo đi vài bước Anh buông tôi ra Cô nhấn mạnh, hất tay hắn ra Bây giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa Hiểu không? Tại sao anh lại ở đây? Mạnh trí buông tay cô ra Lui về phía sau hai bước Em đừng hòng dùng cái cớ sinh bệnh này Để lấy thêm tiền của anh Em cũng biết chúng ta đã ly hôn rồi." Lâm Du Nhiên hít một hơi nhỏ, chỉ cảm thấy trong tim máu cũng bắt đầu không lưu thông, từng trận tê liệt. Lâm Du Nhiên thậm chí không muốn nói với Mạnh Trì một lời, chỉ có thể kéo hắn ra ngoài. "Ra khỏi đây, nhanh chóng rời khỏi đây, cầm hai đồng tiền kia và đi tìm nhân tình nhỏ của anh và biến mất khỏi tầm mắt tôi đi." Câu cuối cùng cô gần như hét lên. Mạnh Trì cắn răng chỉnh cổ áo, trở tay đóng cửa đi ra ngoài. Tiểu Chu lo lắng mở cửa. Cô không sao chứ? Lâm Du Nhiên tái mặt hỏi. Nói không tốt có thể không truyền dịch không? Không thể. Vậy tôi vẫn ổn. Từ sau lần đó, Mạnh Chí không xuất hiện trước mắt cô, cô lại trải qua một tuần sống yên ổn. Đồng Hoa ngược lại luôn đến thăm cô. Tuy rằng hai người bọn họ đều không nói được mấy câu, sợ có câu nào chạm vào chỗ đau của nhau, nhưng nhìn chung hai người bọn họ rất hòa hợp. Cô luôn hy vọng đồng hoa có thể buôn lậu ít đồ ăn vặt cho cô nhưng cuối cùng nó lại bị y tá chu phát hiện và tịch thu cô không nói nên lời nghẹn ngào tết nguyên đán càng ngày càng đến gần tiểu chu len nói với cô thời tiết càng ngày càng lạnh rồi lâm du nhiên cười nói lại thất lại bát đông chết đuôi ba cô thở dài đếm thời gian dù ra ngoài thư giãn cũng phải về phòng đúng giờ nếu không sẽ lại bị tiểu chu nhắc nhở lúc xoay người dùng sức quá mạnh đụng vào một người cô choáng đầu hoa mắt lùi về phía sau xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi xoa xoa chán đi vòng qua hắn cô bước về phía trước nhưng bị giữ lại lâm du nhiên khuôn mặt mạnh trì lại xuất hiện trước mặt cô nếu không phải trời lạnh và lười đưa tay ra cô đã tắt hắn một cái làm gì cô không một chút sợ hãi mà căm tức nhìn hắn hắn nhìn qua không có dáng vẻ như lần trước trên mặt đều là râu ria khuôn mặt rất tiểu tụy. Sao? Chúng ta ly hôn mới vài ngày, anh đã kinh doanh không tốt phá sản à? À tình nhân vứt bỏ anh rồi. Cô chứng khí chào phúng hắn. Rất kỳ quái chính là hắn không có phản bác cô. Ngược lại liền đứng tại chỗ thẳng tắp nhìn cô. Cô dùng mình một cái, lướt hắn một cái rồi đi vào trong phòng. Dù nhiên, cô một cái bật lên, bay ra xa tới 3 mét. Làm gì? Mạnh chỉ đã lâu không gọi cô như vậy, Giọng điệu này xa lạ đến mức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Trong mắt hắn hiện lên một tia xấu hổ. Em bị bệnh vì sao không nói cho anh biết? Trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Tôi liên quan gì đến anh? Hai người bọn họ đều trầm mặc. Chúng ta ít nhất cũng có tình cảm vợ chồng. Lâm Du Nhiên hừ lạnh một tiếng nhìn Mạnh Trì và nói, "Đừng đừng đừng, đừng nói tình cảm vợ chồng, đời này tôi hối hận nhất chính là có tình cảm với anh. Chúng ta cứ như đã nói từ đầu." Tôi rời khỏi thành phố dê, anh sống cuộc sống tốt của mình, đừng tới làm phiền tôi. Cô lắc đầu bỏ đi, nhưng Mạnh Trí không rời đi, mà chỉ đi theo cô. Không biết có phải vì thường xuyên nhìn thấy Mạnh Trí hay không, mà ban đêm ngủ không ngon, nhìn lịch hôm nay cũng đã là tiểu chu trực ban, nên dứt khoát cầm theo ống chuyển dịch bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa, đã bị thân ảnh co rụt trên ghế dài bên trái làm cho hoảng sợ. Đi vòng qua một ánh trăng mới thấy rõ là mặt Mạnh Trì Lâm Du Nhiên không khách khí đá hắn tỉnh lại. Anh ở đây làm gì? Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng không mất hứng, chỉ quan sát cô và hỏi: "Em định làm gì vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Cô họng cô nghẹn lại, giận dữ nói: "Anh biến mất, trước mắt tôi chỗ nào cũng thoải mái." Hắn lấy tay sờ sờ mặt và nói: "Anh không đi, anh phải vất vả lắm mới tìm được em." "Tìm tôi làm gì?" Hắn không nói cô cũng không muốn đứng nói chuyện với hắn nữa. Mau đi đi, nếu không tôi sẽ tố cáo anh chiếm dụng tài nguyên công cộng. Để lại một câu như vậy, cô kích động xông tới xem phim truyền hình với y tá Tiểu Chu. Trong khi chờ đợi quảng cáo, y tá Chu đến gần cô và nói. Hôm nay người đàn ông đó đứng trước cửa phòng cô rất lâu, chỉ nhìn cô mà không đi vào. Đoán chừng là buổi chiều lúc cô ngủ, bỏ qua hắn, cô liền cho rằng hắn đi rồi, ai biết hắn còn trở về à mặc kệ anh ta lát nữa anh ta sẽ rời đi sự ấm áp của gia đình ở trong lòng cô công ty đang phát triển mạnh mẽ cô chỉ có thể đưa ra những nhận xét mỉa mai những người nghĩ về mình như mạnh trì sẽ không ở lại được lâu anh ta tìm chúng tôi điều tra bệnh án của cô lâm du nhiên bĩu môi không nói gì tôi không cho anh ta nhưng những người khác có thể sẽ cho anh ta nói anh ấy là chồng cô lâm du nhiên lập tức nóng nảy đây chính là hiểu lầm Cái này phải làm sáng tỏ Chúng tôi là người cũ, là vợ chồng cũ Tôi thậm chí không biết anh ta đến với tôi vì quan tâm Hay là vì thèm muốn phần tài sản của tôi nữa Tiểu Chu lập tức cảnh giác Phòng bị nhìn phía sau cô Em đang làm gì vậy? Lâm Du Nhiên gần như bị nhồi máu cơ tim Khi quay đầu lại Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại đi theo tôi? Mạnh trí u ám nói Không phải vì tiền Lâm Du Nhiên thở dài nhìn lên trần nhà nếu không phải vì tiền thì còn có thể là gì cô chỉ có thể kéo mạnh trì về phòng bệnh ngồi xếp bằng trên giường để nói chuyện với hắn coi như anh thắng được chưa rốt cuộc anh cần tôi làm cái gì cho anh bao nhiêu tiền anh cần bao nhiêu tiền mạnh trì trầm mặc bỏ tay cô vào trong chăn vươn tay nằm ống truyền dịch cười với cô nói ngủ một lát đi anh đừng có như vậy cô xua tay với hắn như vậy đi anh trực tiếp viết xong hợp đồng chuyển nhượng tôi ký tên sau đó anh cút đi được không mạnh trì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô lâm du nhiên cái miệng này của em sớm muộn gì cũng làm anh tức chết lâm du nhiên khịt mũi lạnh lùng thật ngại quá có lẽ tôi sẽ chết trước anh một đao từ trên trời rơi xuống mạnh trì rơi nước mắt tôi còn chưa có chết đâu anh nhanh như vậy liền mèo khóc chuột giả từ bi rồi cô vươn tay cua cua trước mắt hắn trong lòng càng buồn dù nhiên anh hối hận rồi em đừng làm anh sợ có được không mạnh chỉ hai mắt đỏ bừng vươn tay móc ngón tay của cô đã bao năm trôi qua hắn vẫn biết cách dỗ dành cô trở nên mềm yếu nhất khi còn đi học mỗi khi chọc giận cô hắn sẽ ngồi trước mặt cô cúi đầu móc ngón tay cô chậm rãi nói dù nhiên dù nhiên dù nhiên dù nhiên đừng tức giận dù nhiên là tốt nhất anh thích dù nhiên nhất đừng tức giận nữa được không? Ra dạ ngoài. Lâm Du Nhiên tức giận đứng dậy đá mạnh chỉ một cái. Điều cô ghét nhất là hắn giả vờ 18 tuổi để làm cô vui. Mỗi lần sau khi cô tha thứ cho hắn thì mang theo đôi mắt 18 tuổi kia làm chuyện tổn thương cô. Cô càng chán ghét bản thân mình vì luôn mềm lòng. Mạnh chỉ như đang đau lòng đứng dậy. Anh ở ngay ngoài cửa. Nếu em nhớ anh thì gọi anh được không? Ra dạ ngoài. Thêm một giây nữa thôi là cô có thể sẽ rơi nước mắt. Sao lại không nghĩ đến hắn chứ? Nhưng nghĩ lại, cũng không gặp được Mạnh Trì 18 tuổi nữa. Mạnh Trì 28 tuổi, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Chu phải về nhà đón Tết, cô ấy ân cần dặn dò cô, uống thuốc và truyền dịch cho tốt, không được rút kim ra, không được chạy lung tung. Cô ngoan ngoãn đọc thuộc lòng theo Tiểu Chu, uống thuốc cho tốt, truyền dịch cho tốt, sẽ không rút kim, sẽ không chạy loạn. Tiểu Chu rất hài lòng. Lâm Du Nhiên ghé vào bàn hỏi. Có thể kê thêm thuốc giảm đau không? Buổi tối đau quá. Tiểu Chu lắc đầu, lại gần nói. Sao cô không để người đàn ông đó vào, để anh ta cùng cô đi ăn mừng năm mới? Lâm Du Nhiên bĩu môi không nói. Chính là bởi vì hắn ở cửa, ngẫm lại liền khó chịu. Trái tim cô đau, cơ thể cô còn đau hơn. Đêm giao thừa, Mạnh Trí không canh gác ngoài phòng cô nữa. Cô không quan tâm Đi dạo một lát rồi chạy về phòng xem tivi Tiếng pháo bên ngoài nổ bùm bùm Cô đứng bên cửa sổ mà lòng thấy vui Bang bang Du nhiên năm mới vui vẻ Mạnh trí chấp mắt nhìn cô Cầm chiếc bánh trong tay Trên môi mỉm cười Trong đêm chỉ có ngọn nến trên bánh tỏa sáng trong mắt hắn Du nhiên Ước một điều đi Mạnh trí kích động đẩy bánh ngọt đến trước mắt cô Lâm du nhiên đưa tay giữ cửa vẻ mặt phức tạp nhìn hắn Mạnh trì, anh đúng là không thú vị gì cả. Cô thổi tắt ngọn nến và nói. Hai năm trước, đêm giao thừa, tôi nói là muốn có anh bên cạnh để không cô đơn trong dịp Tết. Anh đã trở về, nhưng vào lúc 11 giờ tối, anh nói anh phải đi làm. Có một dự án lớn, ông chủ đối tác không để ý đến năm mới và anh phải tăng ca. Cái gì mà tăng ca chứ? Tôi nghe hết rồi. Kiều Tâm nói cô ta rất sợ hãi, cô ta muốn anh ở bên cạnh lâm du nhiên khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa và nói đêm anh đi tôi đón năm mới một mình cảm thấy mùa đông năm đó quá lạnh và năm mới không có ý nghĩa gì và từ ngày đó tôi không còn mong đợi năm mới nữa hắn đã quên còn cô thì không cô đã không còn mong chờ tết từ lâu rồi cô cũng không còn năm mới nữa tay mạnh trì run run dường như đang tìm cớ che đậy nhưng cô lại lười nghe tôi biết lúc đó cô ta không phải có thai sao anh nên ở bên cô ta điều tôi hối hận nhất là lúc đó tôi không hiểu còn nghĩ anh có thể hồi tâm chuyển ý nếu khi đó hoàn toàn tỉnh ngộ không chừng hiện tại có thể ước nguyện năm mới tôi muốn sống đến trăm tuổi anh có thể làm được điều đó cho tôi không lâm duy nhiên trở tay đóng cửa lại không biết cửa có đập vào mặt hắn hay không đập hỏng dung mạo hắn càng tốt đồng hoa đến thăm cô Cẩn thận chỉ ra ngoài cửa hỏi Ở bên ngoài là mạnh trì sao Cô chính nghĩa sửa lại lời nói của cô ấy Không phải Đó là phiền phức Đồng hoa bất đắc dĩ cười Thật sự phải cắt sao Cắt đi Tiểu chu bận quá Đừng chiếm dụng thời gian của cô ấy Cậu thay tôi đi Tôi vẫn có chút luyến tiếc Đồng hoa lặng lẽ đưa tay tạm biệt mái tóc xinh đẹp của cô Cô nhìn vào gương và nghĩ Đúng là một bệnh nhân Một bệnh nhân mắc bệnh nan y Lâm Du Nhiên bắt đầu không thể đi bộ xung quanh vì đau đớn. Cô nhờ Tiểu Chu tìm hộ lý cho cô. Cô nói, phải nhanh nhẹn tay chân, phải làm việc giỏi, tôi có tiền. Tiểu Chu giữ lời, ngày hôm sau liền tìm cho cô một hộ lý. Hộ lý chưa bước vào cửa đã bị mạnh trì chặn lại. Anh tới chăm sóc em. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại rất mạnh mẽ. Lâm Du Nhiên đau đến không muốn nói chuyện, vẫn cố nặn ra một chữ nói. Cút! Tôi nghe nhiều lần rồi, miễn dịch rồi. Trong lòng cô càng buồn bực, sao lại quên? Mạnh trì chính là oan gia trời sinh của cô, luôn đối nghịch với cô. Khi mọi chuyện dịu đi một chút, cô liền ném tất cả đồ đạc để cho hắn cút. Mạnh trì ngồi xổm trước mặt cô và nói, Dù nhiên, chúng ta quay lại thành phố C để điều trị được không? Cô nghiêng đầu hỏi hắn, Mạnh trì, anh có hiểu giai đoạn cuối là gì không? Việc điều trị của tôi chủ yếu là kéo dài tuổi thọ tôi không muốn điều trị. Hơn nữa cô cũng không muốn quay về thành phố C, nơi đó có nhiều ký ức cô chán ghét như vậy. Làm sao có thể chứ, nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cô hất tay hắn ra và nói, có chuyển biến tốt thì có ích lợi gì, người nhà của tôi đều ở dưới lòng đất. Tôi vừa lúc đi đoàn tụ với họ, tại sao anh luôn ngăn cản cả nhà tôi đoàn tụ? Dù nhiên, chúng ta cũng là người một nhà, em không nhớ sao? Mạnh trì, Ngày mai cùng quay phim đi Tôi thấy là anh nên chữa bệnh Chúng ta ly hôn rồi Tôi sẽ treo một tấm biểu ngữ lên đầu anh Để anh có thể ghi nhớ rõ được không Lâm Du Nhiên hít sâu một hơi và hỏi Có phải anh đặc biệt có cảm tình Với các cô gái bị bệnh hay không Ngay từ đầu người anh thích Có phải là trợ lý của anh hay không Cô ấy bị bệnh đi bệnh viện chuyển nước biển Anh liền tốt lên với người ta Sau đó là kiều tâm Cũng ba ngày hai bữa chạy đến bệnh viện Lâm Du Nhiên chợt nhận ra Tôi hiểu rồi, anh chỉ thích những người đẹp ốm yếu thôi. Mạnh trì sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Sở thích này của anh thật kỳ lạ, anh nên đi xem thử càng sớm càng tốt. Cô bắt đầu thấy khó chịu khi nhìn vào mắt hắn. Tôi cảnh cáo anh, đừng cản trở tôi tìm hộ lý nữa. Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ không để lại tiền cho anh. Tôi sẽ không đưa nó cho anh, ngay cả khi tôi lấy nó ra và ném nó ra ngoài cửa sổ. Mạnh trì đỏ mắt lấy trộm đặt dưới người cô và nói. Tùy em Hắn vỗ lưng cô rơi lệ Cô càng ghê tởm Đem đồ ăn buổi tối nôn ra sạch sẽ Mạnh trí không ngăn cản hộ lý của cô vào cửa nữa Chẳng qua có đôi khi Hắn cũng sẽ giúp đỡ chị hộ lý mà cô thuê Cô bắt nhắm mắt mở Coi như thỏa mãn sở thích kỳ quái này của hắn Chỉ cần không lắc lư trước mắt cô Đều tốt Tết nguyên tiêu Chị hộ lý xin nghỉ phép Cô vì vẻ đồng ý Dù sao cô cũng rất thích giọng nói trong trẻo của cháu chị ngoài cửa sổ còn đang bắn pháo hoa cô dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài dù nhiên ngoài cửa sổ lạnh lâm du nhiên quay đầu nhìn mạnh trì hắn vẫn chưa rời đi hắn đã ở đây hơn một tháng ngủ trên ghế dài bên ngoài tiểu chu lúc đầu còn đuổi hắn đi nhưng sau đó cô ấy lặng lẽ nói với cô anh ta luôn cho cô uống nước ấm khi cô ngủ tôi không tiện đuổi anh ta đi mạnh trì chúng ta đi dạo nhé tết nguyên tiêu là không giống nhau Thời niên thiếu, Mạnh Trì thường lẻn ra khỏi nhà vào ngày đầu năm, nắm tay cô đến phố ăn và sau trường, dùng tiền Tết của hắn đãi cô những món ăn ngon. Gia tộc họ mạnh thế lớn quyền lớn, nên hắn luôn lẻn ra khỏi nhiều cuộc tụ tập khác nhau và xuất hiện trước mặt cô với bộ vét nhỏ giống như là một hoàng tử bé. Đây là ngày cô mong chờ nhất trong một năm. Có lần cô hỏi hắn, nếu gia đình anh không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì sao? Mạnh Trì cười thoải mái, Hắn nhẹ nhàng ôm cô nói Dù nhiên, chúng ta bỏ trốn Giống như bây giờ Về sau quả thật Mạnh ra hy vọng hắn cưới một cô gái môn đăng hộ đối Không muốn hắn cưới một cô nhi Ngay cả người thân cũng không có Hắn kiên quyết từ chối Rồi đưa cô rời khỏi thành phố Và dịp Tết Nguyên Tiêu Lâm dù nhiên vĩnh viễn nhớ rõ năm ấy Trên xe lửa sóc nảy Cô ghé vào trong lòng hắn Em không còn gia đình nữa, Mạnh Trì Hắn ôm cô thật chặt và nói dù nhiên, chúng ta hãy thành lập một gia đình mới. Anh sẽ là gia đình của em. Năm ấy hắn nắm đôi tay ấm áp của cô, kích động đến giống như trái tim muốn từ cổ họng nhảy ra. Cô vẫn nhớ rõ. Lời thề lọt vào tai, hiện giờ cảnh còn người mất. Chúng ta đã vì nhau làm nhiều như vậy, làm sao có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay đây? Lâm dù nhiên nghĩ mãi mà không rõ, cũng không suy nghĩ nữa. Tôi muốn ăn cái kia. Cô chỉ vào một cái xúc xích nướng Nói với Mạnh Trì Dù nhiên Mặt hắn lộ vẻ khó xử Lâm Dù nhiên bĩu môi tiến lên Chuẩn bị tự mình mua Được rồi anh sẽ mua cho em Em cứ đứng đây đợi anh nhé Ở đó nhiều khói lắm em dừng đi Lâm Dù nhiên cắn một miếng với vẻ hài lòng Và tìm lại cảm giác như hồi còn trẻ rất lâu Sau đó cô lại chỉ huy Mạnh Trì Mua kẹo hồ lô Cá viên đá bào cho cô Tự mình lấy không được cô liền miễn cưỡng dùng mạnh chỉ làm ra đỡ nhân tạo cho cô. Cắt chỗ này một miếng, cắn chỗ kia một miếng. Dù nhiên, mạnh trì đột nhiên mở miệng. Cầm miệng. Cô liếc mắt nhìn hắn và nói. Nếu anh làm tôi khó chịu, thì cút về đi. Dù nhiên, ăn ít một chút. Giọng của mạnh trì nghẹn ngào. Cô ngẩng đầu chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn. Sao anh lại khóc? Anh chỉ ở đây để xem khi nào tôi chết thôi à? Lâm Du Nhiên thở dài, hất hắn ra một hơi đi thật xa. Dù nhiên, dù nhiên, là anh nói sai, anh nói sai. Mạnh trì vội đuổi theo, thấp giọng và hỏi. Muốn ăn thêm không? Không ăn. Vừa rồi cô không vui, đương nhiên cũng không thể khiến hắn vui vẻ được. Những thứ này không tốt cho sức khỏe của tôi, anh muốn tôi chết sớm à? Mạnh trì rũ mắt xuống, nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, hắn liền đưa tay kéo vạt áo cô. Dù nhiên, em có muốn ăn bún không? quán ăn ở phố sau. Đó là quán ăn mà hai người bọn họ thường đến hàng năm. Cô thích nhất là đồ của quán này. Có thể là do sự cám dỗ của đồ ăn, hoặc có thể là do đám học sinh trẻ tuổi chạy theo phía sau hắn, hoặc rất có thể... Đó là cách mệnh trì cúi đầu trong bộ vét, trùng hợp với một thời điểm nào đó trong một năm nào đó. Lâm Du Nhiên gật đầu đồng ý. Tiệm bún đã đổi ông chủ, ông chủ trước kia là một anh trai mập mạp, hiện tại đổi thành một đôi vợ chồng trẻ tuổi, nhìn thân thiện hơn nhưng cô vẫn muốn ông chủ cũ hương vị món ăn cũng khác biệt và có nhiều đổi mới lâm du nhiên chưa ăn được mấy miếng mạnh trì cũng không động đũa lúc tính tiền vợ chồng nhỏ gọi hai người bọn họ lại và nói có thể hỏi một chút được không là mùi vị đồ ăn không ngon sao tôi thấy các bạn không ăn nhiều lắm lâm du nhiên xua tay đáp không không chỉ là chính là thích nguyên bản thức ăn cũng vậy con người cũng vậy Thay đổi chính là thay đổi Không giữ được Hai người bọn họ sóng vai trở về Trên trời lại bắt đầu bắn pháo hoa Cô nhìn mặt mạnh chỉ nghĩ Người được yêu vẫn là có đặc quyền Ước một điều đi Đang bắn pháo hoa kìa Lâm Du Nhiên đứng lại hít hít mũi nhìn hắn Nhanh lên Mạnh trí cúi xuống ghé sát vào má cô Nhìn cô nghiêm túc nói Nếu ông trời có thể nghe thấy tôi Tôi hy vọng tôi có thể quay về quá khứ lâm dụ nhiên giật giật quấy miệng nói với hắn ông trời nghe được cũng nói với anh một câu nguyện vọng nói ra thì không linh nha ông trời không nghe thấy bởi vì cô đã sớm hứa điều đó một vạn lần không có đồng hồ ngược chiều không có quá khứ không khí hôm nay tốt đến mức cô còn nói tôi không có để kiểu tâm sảy thai khóc miệng mạnh trì nhăn lại tôi thật sự rất tức giận khi anh nhờ cô ta làm trợ lý cho tôi nhưng chính anh là người không biết xấu hổ Đứa nhỏ còn non nớt nên tôi sẽ không làm gì nó. Thủ đoạn của cô ta quá tệ, bà anh lại tin cô ta. Càng nói cô càng tức giận, không cho hắn vào nhà. Anh thực sự quá bẩn. Cô đóng sầm cửa lại, hy vọng nó sẽ đập chết hắn. Chẳng mấy chốc cô không thể xuống giường nữa, bác sĩ hỏi cô là có muốn phẫu thuật không, nói rằng nó sẽ có những rủi ro nhất định, nhưng nếu thành công, cô có thể sống thêm vài tháng nữa. Cô nói không? nhưng mạnh trì nói có lâm du nhiên cười nhạo hắn anh nói không tính bây giờ anh không có tư cách ký tên vào tờ thông báo bệnh tình nguy kịch của tôi hắn lại chảy nước mắt cô không muốn nhìn chúng ta đã sớm không còn quan hệ hắn không thể quyết định thay cô không ai trên thế giới này có thể quyết định thay cô lâm du nhiên vẫn không cho mạnh trì vào cửa y tá tiểu chu đến khuyên cô nên cho hắn vào ở lâm du nhiên sửng sốt cô là người phe tôi mà Tiểu Chu cười nói Đúng vậy Nhưng không phải cô đã lén lút che chở cho anh ta sao Ai mất thành trì trước Cô mất thành trì trước Cô vẫn không cho hắn vào Lâm Du Nhiên nói với Tiểu Chu Đây là điểm duy nhất tôi kiên trì Sinh mệnh đi đến cuối cùng Muốn nói có hy vọng gì Chính là muốn càng khung phụ lòng mình một chút Cô không thể tha thứ cho hắn Điều đó làm cho cô cảm thấy thẹn với chính mình Mạnh trì không vào được liền bắt đầu tặng hoa cho cô cô thích nhất là hoa hồng trắng ngày nào hành cũng đặt cho cô một bó hoa lớn lâm duy nhiên loay hoay nửa ngày nở nụ cười nói với đồng hoa lúc cậu tới viếng mộ tôi cũng mang theo hoa này đi tôi không thích hoa cúc cho lắm đồng hoa phải rất lâu mới nói đồng ý ngày hôm sau mạnh trì đổi sang hoa hồng hồng cô suy nghĩ một chút quả nhiên đồng hoa chính là một tên lừa đảo là gian tế của quân địch nhưng cô không nói gì Hoa hồng cũng là loại cô thích nhất. Nửa đêm cô ngủ không ngon giấc, luôn nhìn thấy một bóng người mờ ảo ngồi trước giường. Lâm Du Nhiên tự hỏi, liệu đó là vì cô quá yếu hay vì những người thân thất lạc đã đến đón cô. Cho đến khi người đàn ông nắm tay cô và nói, "Dù nhiên, anh sai rồi." "Ồ, là Mạnh Trì." Nước mắt của Mạnh Trì cũng ấm áp như bàn tay của hắn, nhưng người lạnh lùng như vậy lại có thân nhiệt nóng bức. Cô nhắm mắt lại một lần nữa và chìm vào giấc ngủ. Cô nói với hắn rằng ra ngoài quá mệt và không quan trọng bằng giấc ngủ của cô. Hắn đến bên giường cô mỗi ngày và luôn hỏi vào lúc nửa đêm xem hắn có gì hay không. "Dù nhiên, em không cần anh nữa." "Ừ, không cần nữa." "Dù nhiên, em gầy đi rất nhiều." "Ừ, ốm." "Dù nhiên, em tha thứ cho anh được không? Anh đã để những người khác đi rồi. Sau này anh sẽ về nhà đúng giờ." mỗi ngày đều nói với em anh yêu em giống như trước kia mũi cô cay cay mở to mắt nhìn hắn mạnh trì có phải anh biết tôi dung túng anh nên mới thử tôi đúng không hắn trầm mặc dù nhiên anh sai rồi anh sai ở đâu vậy tôi chỉ cảm thấy chán nản nên muốn tìm người mới tôi chỉ cảm thấy hơi không vui khi người luôn ở bên cạnh tôi đột nhiên biến mất rồi tôi phát hiện ra rằng cô ấy sắp chết nên tôi cảm thấy có lỗi không, anh không phải. Mạnh Trì năm 18 và 28 tuổi, bộ dạng vẫn như cũ, nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Mạnh Trì, anh đã không còn yêu tôi từ lâu rồi. Đừng nói những lời tự lừa mình dối người như vậy. Lâm Du Nhiên cố gắng đứng thẳng dậy và nói, cho dù bây giờ tôi có khỏe lại ngay lập tức, theo anh về nhà, rất nhanh anh cũng sẽ chán cuộc sống này. Anh chính là thích tìm cảm giác mới mẻ. Nếu như chúng ta sống cùng nhau, 5 năm, 10 năm, anh sẽ lại quên tất cả. Vẫn sẽ có một cô gái trẻ tuổi tìm tới cửa. Anh sẽ không. Giọng hắn quá nhỏ để cô có thể nghe thấy. Anh lại mang họ đến hỏi tôi có muốn ly hôn không? Nếu họ nói sợ thì anh sẽ bỏ đi. Nếu họ nói họ buồn, anh sẽ để tôi an ủi họ. Còn nếu họ nói họ mang thai rồi xảy thai, anh sẽ tự động đưa tôi vào vai ác rồi chỉ trích tôi. Dù nhiên, cô ngắt lời hắn không sao, thật sự không sao. cho tới bây giờ tôi chưa từng muốn trói buộc anh, chỉ sợ anh không thấy rõ trái tim mình. sao anh, sao anh có thể coi anh ấy là yêu chứ? mạnh trì che mặt và khóc lên, giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ. hắn ôm lấy eo cô, nước mắt ướt đẫm quần áo cô, không ngừng nói: anh yêu em, anh yêu em, du nhiên, anh yêu em, du nhiên à, kẻ lừa đảo lâm Du nhiên đã thấy mạnh trì yêu cô như thế nào tại sao hắn vẫn cố lừa dối cô cô ngẩng đầu nghĩ cô sẽ không bao giờ vì mạnh trì rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa dù chỉ là một giọt thời gian tỉnh táo của cô không nhiều lắm mỗi lần mở mắt ra đầu giường sẽ đặt một bó hoa hồng màu hồng nhạt cô không cự tuyệt mạnh trì ra vào phòng bệnh của cô nữa chỉ là cũng không nhìn hắn nữa tiểu chu sẽ lén lau nước mắt khi đến tiêm thuốc cho cô cô cảm thấy có lỗi cô nghĩ mình vẫn không thể giúp được bọn trẻ những đứa trẻ mới vào thực tập sẽ phải đối mặt với ly biệt lâm du nhiên nắm tay tiểu chu tặng cô một món quà cái gì tôi sẽ nói cho cô biết nếu cô không khóc tiểu chu mím môi ai khóc không phải tôi lâm du nhiên bật cười món quà này phải đợi đến khi cô chết mới có thể nói ra mạnh trì sẽ giúp cô lau người cô cũng không vùng vẫy mà chỉ trừng mắt nhìn hắn anh càng ngày càng xấu Hắn hoảng hốt buông động tác trên tay xuống và hỏi cô Vậy em cảm thấy anh khó coi chỗ nào Anh sẽ sửa Lâm Du Nhiên lắc đầu Thôi đi Dù có chỉnh thế nào thì chỉ trong một đêm Cũng không thể quay lại tuổi 18 được Lâm Du Nhiên nói Cô vẫn thích những chàng trai trẻ sạch sẽ và sảng khoái Mạnh Trì gượng cười Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô Mạnh Trì Anh không thích tôi nữa Là bởi vì tôi cũng không còn là tôi của năm 18 sao Lâm Du Nhiên thật sự tò mò Nhưng Mạnh Trí không trả lời Hắn đưa lưng về phía cô nức nở thành tiếng Sau lưng run rẩy dữ dội Hắn khóc rất lâu Như thể một giây tiếp theo sẽ ngất đi vậy Đến tối Hắn cầm ống truyền dịch của cô chạm vào má cô và nói dù Nhiên luôn xinh đẹp Đẹp nhất Nói dối thì sao lại yêu người khác Cô không để ý đến hắn nữa Chờ mình ngủ tiếp đi Sau lần thứ N xin tiểu chu cho nhiều thuốc giảm đau một chút Thời tiết cuối cùng cũng ấm lên trong chốc lát Sau một trận tuyết rơi dày đặc Đồng hoa mang theo trái cây đi vào nhìn cô Lâm Du Nhiên hỏi cô ấy Có thể dẫn tôi ra ngoài một chút không? Thời tiết bên ngoài rất đẹp Đồng hoa nhìn quanh Mạnh trí đâu? Lâm Du Nhiên nói Đi mua hoa rồi Đồng hoa mỉm cười Đắp cho cô bộ quần áo dày Rồi để cô ra khỏi cửa Lúc đi ngang qua trạm y tá Cô nhìn thấy tiểu chu Cô cười xua tay với cô ấy cô ấy lại cúi đầu chảy nước mắt. Lâm Du Nhiên bảo Đồng Hoa đi lấy cho cô một cái áo khoác khác, còn mình thì đứng tại chỗ chờ cô ấy. Phim truyền hình còn chưa xem xong mà. Tiểu Chu đỏ mắt nói. Lâm Du Nhiên cười. 300 tập, đã cùng cô xem 298 tập rồi. Vậy còn có hai tập nữa. Cô ấy đang nói với cô rằng cô ấy muốn cô quay lại. Còn hai tập nữa, cô tự mình xem đi, nhất định phải xem hết nha. Cô đang nói với cô ấy, cô muốn đi đến thế giới mới. Có lẽ cô biết rằng đây là điều thường được gọi là hồi quang phản chiếu. Tiểu Chu còn muốn nói gì nữa, cô vẫy tay với cô ấy và nói, "Tiểu Chu, cô nhất định phải vui vẻ. Một đứa trẻ tốt bụng như vậy nên sống thật tốt phần đời còn lại của mình." Đồng Hoa để cô xuống lầu, Lâm Du Nhiên bảo cô ấy dừng lại dưới ánh mặt trời ấm áp. Ánh mặt trời đầu xuân ấm áp, cô lười biếng hỏi, "Đồng Hoa, Cậu nói với Mạnh Trì là tôi ở đây à? Đồng Hoa dừng một chút, cuối người hỏi cô. Muốn uống chút nước không? Lâm Du Nhiên cười và nói. Không sao, không sao. Mạnh Trì sắp kết hôn rồi. Lần này cô không trầm mặc. Ừ, cậu nghĩ sao? Ánh mắt của cô ấy nhìn ra xăm, giọng nói như bị gió thổi bay. Tôi không biết. Cô gật đầu, không nói gì nữa. Bông. Lâm Du Nhiên đột nhiên mở miệng, gọi biệt danh của cô bạn. Thân thể đồng hoa cứng đờ, vành mắt đỏ lên. Bông, cậu còn nhớ hồi còn đi học, chúng ta đã ước gì không? Đồng hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn làm thợ làm bánh, khi đó chúng ta thích ăn nhất là đồ ngọt. Hy vọng có thể làm ra đồ ngọt ngon nhất để cho mỗi một người ăn được đồ vui vẻ. Thật là một điều ước đơn giản. Đồng hoa được một mình mẹ nuôi nấng, những người giống nhau luôn thích sưởi ấm lẫn nhau hai người bọn họ nỗ lực để gần nhau hơn tuyết trong đêm lạnh giá sẽ bị ánh nắng ấm áp làm tan chảy mạnh trì là ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời cô du nhiên du nhiên du nhiên lâm du nhiên quay đầu lại nhìn thấy mạnh trì đang cầm bó hoa hồng bên cửa sổ và đang gọi tên cô hắn lo lắng đến mức nghiêng người nửa ra ngoài cửa sổ cô nhìn hắn từ xa nghĩ thầm thế này cũng được chỉ lướt nhìn một cái này thôi là đủ rồi chúng ta quay lại nhé đồng hoa bắt đầu đẩy cô đi, lâm du nhiên đưa tay chặn đồng hoa lại, cười xấu xa và nói: bông, đây là hình phạt cho việc cô bí mật nói cho mạnh trì. nước mắt đồng hoa trào ra, cô giơ tay lên lau nước mắt cho cô ấy. bông, cậu xem, tôi muốn xem nhất chính là cảnh tượng này. lâm du nhiên len lén chỉ vào mạnh trì và nói: anh ta quan tâm tôi, chăm sóc tôi, lo lắng tôi, bởi vì tìm không thấy tôi liền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi từ lần đầu tiên gặp mạnh trì cho tới hôm nay vừa vặn là một nửa cuộc đời tôi cô dựa lưng về phía sau muốn cho mình thoải mái một chút một nửa thật lâu tôi nhận được từ anh cả mặt tốt lẫn mặt xấu những cảm xúc chân thành nhất những lời nói ác ý nhất và cả những cảm xúc khó buông bỏ nhất lâm du nhiên nhắm mắt lại giọng nghẹn ngào và nói bông sao chúng ta lại thua trên một người đàn ông cơ chứ ước mơ ban đầu nguyện vọng đơn giản nhất hạnh phúc dễ dàng nhất sao lại bị lãng quên bông cô vươn tay kéo cổ tay cô bạn nhỏ giọng và nói bông tôi cũng hy vọng chúng ta sống trong thế giới cổ tích nếu gặp phải trắc trở sẽ có người đến cứu chúng ta nhưng không thể à bông không thể nước mắt của lâm du nhiên rơi xuống đánh vào lòng bàn tay tạo thành nước bắn tung tóe bông ai có thể cứu vớt chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể tự cứu mình bông tôi hy vọng cậu hạnh phúc cậu cậu hẳn là người xứng đáng được hạnh phúc nhất bọn họ vốn xứng đáng được hạnh phúc môi đồng hoa run rẩy nước mắt không ngừng rơi trên tay cô cô luôn miệng nói dù nhiên đừng đi dù nhiên dù nhiên đừng đi bọn họ đều đã quen làm người lớn và hiếm khi nói những điều như vậy Điều cuối cùng bọn họ nên làm khi lớn lên là nói về những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con. Nhưng giữa sự sống và cái chết, mọi thứ đều có thể được tha thứ. Lâm Du Nhiên nhìn Đồng Hoa rơi nước mắt, nhưng cô không còn sức để giúp cô ấy lau đi. "Bông, cứ làm những gì cậu muốn làm đi. Dù thế nào đi nữa, cô hy vọng Đồng Hoa sẽ làm những gì cô ấy thực sự muốn làm, cho dù là vẫn ở lại bên cạnh Mạnh Trì, trông coi một đoạn tình yêu không có kết quả cũng được." cậu phải hạnh phúc du nhiên du nhiên cậu tỉnh lại đi cậu có lời gì muốn nói với mạnh trì không đồng hoa ở bên cạnh cô nức nở nói ý thức của lâm du nhiên bắt đầu trôi đi linh hồn như bị rút cạn cô chỉ có thể lắc đầu một cách cứng ngắc phải nói gì khi yêu thì nói đủ lời ngọt ngào khi không yêu thì nói đủ lời để níu kéo khi đau lòng thì nói bao nhiêu lời lạnh lùng cô còn phải nói gì với hắn nữa đây cô cả đời này những lời có thể nói với hắn đã sớm nói rồi. Thì ra đi đến điểm cuối cùng, hai người bọn họ không còn gì để nói. Bông, Lâm Du Nhiên vẫn nhếch miệng cười với cô ấy. Đó là một ngày nắng. Đó là ngày nắng ấm yêu thích của cô. Đừng hoàng tuyền sẽ không còn lạnh nữa. Du Nhiên, có người khàn giọng chạy về phía cô. Cô ngẩng đầu nhìn thấy mạnh chỉ đang ôm hoa hồng trong tay. Hắn loạn choạng chạy về phía cô, như thể đã cạn kiệt hết sức lực trong lúc hoảng hốt cô phảng phất lại nhìn thấy mùa xuân năm ấy có thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh thở hồng hộc chạy tới trong tay cầm bó hoa dại vội vàng nhặt được ven đường hàn xấu hổ đến đỏ mặt nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô nói dù nhiên em có thể làm bạn gái anh được không anh hứa anh nhất định sẽ tốt với em cô chỉ cười nhận bó hoa cười nói với hắn được rồi vậy được rồi anh không được thất hứa nha Mạnh Trì, anh không được thất hứa, chính anh đã thất hứa. Những giọt nước mắt cô hứa sẽ không bao giờ rơi, vẫn theo hốc mắt chảy xuống. Xuân về với đất, cô cũng không bao giờ thức dậy nữa. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ chuyện mới tiếp theo